câu hỏi tiếp theo thì có một học viên, có một anh chị đã hỏi rằng là những cái khóa học của thầy thì đúng là khi bước vào thì cái trường năng lượng nó rất là mạnh, nó rất là cao. Thậm chí là như Dũng chứng kiến là có những người còn chưa cần phải đến sự hỗ trợ kích hoạt về Maha Kundalini thì đã lên Kun rồi. Thế thì với cái trường năng lượng như thế thì một số học viên là bị sốc năng lượng, cơ thể ê ẩm, đầu óc thì khó tập trung, một số trường hợp thì rất là nhạy cảm với năng lượng đến mức là khó giao tiếp với cả mọi người sau đó, cũng như là khó tương tác năng lượng với người khác. Vậy thì vì sao nó đã có cái hiện tượng sốc năng lượng như vậy? Và làm cách nào để neo giữ cái năng lượng của khóa học cũng như cân bằng và có thể là nối đất được sau cái quá trình học các cái khóa học của thầy? Yes, there's question that's like we witnessed through some offline courses before. That's we Vietnam community join with you master, right? And like all the people said that's like the energy field is so high, and like we witnessed that some learner when they join to your class, to your course, even they just coming into the class and they were shocked, and their Kundalini went up because of the higher level of energies. And some of them experienced the shocking of energy. They have something like aching, pains, spinning, their mind cannot focus. Some people become the self-sensitive after the course. So they cannot communicate, even touch the physical body with other people. Why? Why they get the experience like this? Why they get shocking like this? What should we do to nail the energy after the from the course, and how we can balance after the course? How we can route it? We must expand through conscious intention and breathing our auric field. Chúng ta cần phát triển cái khả năng nhận thức và đồng thời là cái sự tiếp nhận thông qua cái trường hào quang của chúng ta. We must communicate your body constantly on a daily basis to expand the body, the vessel, so that the vessel can hold more light. Tức là như thế It's này, our body, it's mỗi like a ngày pot of this. We have a bigger pot. Yes. tức là cái cơ thể của chúng ta là cái nơi chứa đựng, cái cơ thể vật lý của chúng ta là nơi chứa đựng. Vậy thì mỗi ngày chúng ta hãy nói với cơ thể mình rằng là cơ thể hãy mở rộng, phát triển cái khả năng chứa đựng năng lượng thông qua những cái ống năng lượng ở bên trong cơ thể của mình. Mỗi ngày chúng ta đều xác quyết như vậy để cái cơ thể nó mở rộng và phát triển cái khả năng tiếp nhận năng lượng và neo giữ năng lượng ở bên trong. So what happened is when the higher energy comes in, it will push out all energies, which is not appropriate. Và cái hiện tượng xảy ra khi mà có cái trường năng lượng cao nó chảy vào cơ thể của chúng ta thì nó sẽ đẩy đi những cái năng lượng cũ, những cái năng lượng tắc nghẽn ở bên trong. And wherever we have past karmic energy stuck in past lifetime, that places energy can get stuck. Và bất kỳ lúc nào mà chúng ta có những cái năng lượng nghiệp mà nó bị tắc nghẽn ở trong những cái kiếp sống cũ trong quá khứ thì khi mà cái năng lượng nó đi vào thì nó sẽ bị tắc ở chỗ đó. So breathing is very important. Và do đó thì cái việc hít thở là vô cùng quan trọng. For example, when you awaken Kundalini, Ví dụ khi chúng ta thức tỉnh Kundalini chẳng hạn. you must breathe it and bring it from the crown into the front of the body and anchor it into the belly button. Đó là chúng ta phải hít thở và đưa cái trường năng lượng Kundalini từ cái luân xa vương miện đi chạy ở phía trước của cơ thể và neo đậu ở vùng rốn. Only then it becomes like a powerful force. Otherwise, you can be spaced out sometime, very, very spaced out. Và chỉ có khi mà chúng ta làm được như vậy thì nó mới trở thành một cái nguồn năng lượng lớn. Còn nếu mà chúng ta không giữ được cái nguồn năng lượng ở cái theo cái con đi theo cái con đường như vậy thì chúng ta sẽ chóng mặt. It can become unbalanced Đôi lúc nó có sẽ gây ra sự mất cân bằng. sometimes. Because it is not anchored into the center point of the body, which is the belly button. Bởi vì nó không được cái nguồn năng lượng lớn như vậy mà nó không được neo đậu ở cái vị trí trung tâm của cơ thể đó chính là vùng rốn.
So then again, breathing exercise and pulling the energy through your body to the ground and anchoring into the soul template. Do đó chúng ta sẽ thực hành những cái bài thở để chúng ta đưa những cái con trường năng lượng dư thừa xuống dưới lòng đất và chúng ta neo giữ nó trong những cái trong cái luân xa linh hồn của chúng ta. Close all of your eyes at this time. Chúng ta hãy nhắm vào cái thời điểm đó thì chúng ta sẽ nhắm mắt lại. Everybody close your eyes. Và bây giờ mời tất cả mọi người chúng ta nhắm mắt lại. Keep your spinal column straight. Chúng ta sẽ giữ cho cái cột sống thẳng. Burns an energy now to everybody. Cảm nhận năng lượng đang đi vào cơ thể chúng ta. A few minutes Kundalini awakening. Okay. Chỉ sau một vài phút thì chúng tôi thấy cái sự thức tỉnh của Kundalini. How are you all feeling? Tất cả mọi người cảm thấy thế nào? Mọi người có thể chia sẻ không ạ? Could you feel some energy? Yes. Mọi người có cảm nhận năng lượng như thế nào không ạ? Some of you are able to feel energy, né, family? Yeah. Có ai trong các bạn cảm nhận năng lượng gì không? Why? Because you are ready, all of you. Tại sao vậy? Bởi vì các bạn đã sẵn sàng.